Hoàng Pháp và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Gương sáng quanh ta. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Khánh Hằng giới thiệu. Xin mời chị. Cảm ơn biên tập viên Hoàng Pháp. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sáng nay là những thông tin trên lĩnh vực du lịch. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Thuận đón hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,4% so với cùng kỳ, đạt 47,2% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.638,3 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu thu hút 3,2 triệu lượt khách trong năm 2024, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu du lịch, kết nối các tour thu hút du khách để tăng trưởng du lịch, trong đó tập trung triển khai phát triển kinh tế ban đêm, khai thác hiệu quả các chương trình du lịch mới, các loại hình du lịch độc đáo, đặc thù, các sản phẩm du lịch mới lạ. Thưa quý vị và các bạn, khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa cũng là nơi sinh sống của cộng đồng người Sắc Lai ở hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Nhằm cải thiện thu nhập cho bà con, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đã gắn hoạt động du lịch với tạo việc làm cho đồng bào Sắc Lai ở địa phương. Nhờ đó, người dân vừa có thu nhập ổn định và là nhân tố tích cực trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Những cây bưởi, mít, 3 năm tuổi này là kết quả của mô hình trao tặng cây giống phát triển sinh kế được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa triển khai nhằm giúp đồng bào Rắc Lai thôn Cầu Gãy phủ xanh những vùng đất trống đồi trọc. Và những mảnh vườn này giờ đây đã trở thành nơi tiếp đón du khách đến tìm hiểu văn hóa của đồng bào Rắc Lai địa phương. Trồng cây bưởi nhờ cái bên vườn nó đầu tư cho mình làm đó, là ống là mình trồng mấy cây ăn trái, khách du lịch là mình nếu mà khách đi á là mình trái cây là chuối là xô đủ. Đội Mã La hơn 20 người ở thôn Đá Hang và Cầu Gãy được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ninh Hải thường xuyên tổ chức luyện tập để phục vụ du khách khi đến tham quan trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Rắc Lai. Thông qua hoạt động này, các thành viên trong đội vừa có thêm nguồn thu nhập và theo đó, những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Rắc Lai cũng được gìn giữ và phát huy. Thì mong muốn sao là tiếp tục duy trì những cái văn hóa truyền thống này để là quảng bá những khách trong và ngoài nước là người ta đến là điểm cái du lịch Vĩnh Hải. Đến nay có khoảng 20 thanh niên người Rắc Lai ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đã ký hợp đồng lao động và tham gia nhiều mảng công việc ở trung tâm dịch vụ môi trường thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa như hướng dẫn viên, lái xe điện, đưa đón khách, trực đảm bảo an ninh an toàn cho khách với thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng trên một người mỗi tháng. Để người dân sống trong vùng đệm có thêm thu nhập, hạn chế xâm hại tài nguyên rừng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đã xây dựng nhiều mô hình sinh kế bền vững và tổ chức các tour du lịch trực tiếp đưa du khách tiếp cận với sản phẩm du lịch độc đáo trên lịch trình khám phá Núi Chúa. Mình dẫn khách du lịch vào trong cái rừng tham quan, rồi biết đến với Vườn Quốc gia Núi Chúa của mình. Thì khi đó thì cũng về tuyên truyền lại cho anh em là về cái kiểu như là về cái tác dụng của rừng nó như thế nào, rồi để mà mình đưa ra cái để mình cùng nhau mình bảo vệ rừng cho nó tốt hơn. Từng bước giới thiệu và gắn bó cái đời sống của cộng đồng người Rắc Lây sống xung quanh Vườn Quốc gia Núi Chúa vào trong cái công tác mà duy trì bảo vệ cái tài nguyên đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Núi Chúa. Và cũng như là góp phần cái hỗ trợ cái một phần cái sinh kế cho cộng đồng. Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa đang là điểm đến được du khách trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Do đó, việc gắn hoạt động du lịch với phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương được xem là cách làm hiệu quả nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn phát huy giá trị văn hóa của người dân ở vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển độc đáo này. Bản tin tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng Bình Phước đang giai đoạn thu hoạch chính vụ với mức giá cao hơn so với những năm trước.
Đặc biệt, lợi thế về mã vùng trồng đang giúp trái sầu riêng của Bình Phước được nâng cao giá trị khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại đang nảy sinh tình trạng tranh mua giữa các thương lái. Người trồng không được cấp mã, vẫn bán được giá cao, khiến các hợp tác xã lo lắng vì sẽ ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của trái sầu riêng được cấp mã số vùng trồng. Năm thứ hai được cấp mã vùng trồng, cây sầu riêng được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Các thành viên của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Dịch vụ Phương Nghĩa ở xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập đang hướng tới vụ mùa bội thu khi vườn cây cho năng suất cao, giá thành hơn 80.000 đồng một ký. Tuy nhiên, theo các thành viên Hợp tác xã, vẫn có sự bất hợp lý khi nhiều nông dân không có mã số vùng trồng vẫn bán được bằng giá. Nó lẫn lộn trong cái hàng 51 mã vùng của Việt Nam đầu tiên. Thì bây giờ thì người ta cũng bảo không cần làm mã vùng trồng nữa. Cho nên cái thực trạng bây giờ quan trọng nhà nước phải quản lý chặt trong vấn đề đó. Thì chúng tôi mới có bà con mới tin tưởng được làm theo quy trình. Đấy, thì bây giờ bà con bảo làm theo quy trình như vậy, chúng tôi người ta kia không làm, người ta vẫn bán bình thường. Giá sầu riêng hiện đang ở mức cao, tình trạng tranh mua tranh bán vẫn đang diễn ra tại các vùng nguyên liệu, nhất là ở những địa phương. Hợp tác xã có mã số vùng trồng kéo theo những hệ lụy về an ninh trật tự và đặc biệt là uy tín của trái sầu riêng được cấp mã số vùng trồng. Vì vậy, còn có sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong công tác quản lý, tạo sự cạnh tranh bình đẳng cho trái sầu riêng Bình Phước khi gia nhập thị trường thế giới. Nhiều nông dân ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã ứng dụng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, một hướng đi mang lại nhiều lợi ích. Đó là tận dụng phế phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi được ủ với men vi sinh trở thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường. Chịu tác động dưới nắng nóng gay gắt kéo dài, nhưng hơn 2 hectare ổi của gia đình bà Nguyễn Thị Phường ở thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vẫn xanh tốt, cho sản lượng cao. Đây là kết quả của việc bà Phường sử dụng phân trùng quế được xử lý tạo ra từ chăn nuôi bò. Sản phẩm ổi hữu cơ cũng được công nhận OCOP 3 sao, bán được giá, tiêu thụ tốt, giúp gia đình bà Phường tăng thu nhập. Ổi của nhà tôi là làm theo ổi sạch, là bắt đầu là nó rau qua nhỏ nhỏ là nó thụ tré rồi phắn xong xuôi rồi là tôi bơ hết, là khoảng 3 tháng tôi mới thu hoạch. Là thu hoạch tới là lé họ mua, là họ điện lúc nào có lúc nấy. Là giá cỡ như vậy là tôi bán 20 ngàn một ký, là một ngày có thể là ngày nào hàng ngày cũng có được khoảng 50 ký trở lên. Ngoài 2 hectare ổi, gia đình bà Phường còn trồng cỏ đảm bảo đủ nuôi trên 70 con bò vỗ béo. Theo quy trình, phân bò được xử lý để nuôi trùng quế lấy phân bón cho cây trồng. Trùng quế lại được chế biến làm thức ăn dinh dưỡng cho đàn bò. Giờ mô hình tuần hoàn khép kín này, trung bình mỗi con bò nuôi vỗ béo cho bà Phường thu lãi 1 triệu đồng mỗi con mỗi tháng và thu nhập từ vườn ổi trên 200 triệu đồng mỗi năm. Trồng ổi thì lấy cái nguồn phân trùng quế trong trang trại ra để bỏ. Xong rồi coi là lấy cái cỏ làm nuôi lại con bò. Sản xuất cây trồng vật nuôi theo chu trình khép kín, đó là phương thức sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Phương thức này đã giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương thuần nông, đời sống của nhiều chị em ở xã Nhì Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận còn nhiều khó khăn. Để giúp chị em có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ngoài chương trình vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Phụ nữ xã đã triển khai nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế khá hiệu quả. Trong đó, mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ của Chi hội Phụ nữ thôn Nhị Hà 1 là một điển hình. Câu lạc bộ Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ của Chi hội Phụ nữ thôn Nhị Hà 1, xã Nhị Hà đã ra đời và duy trì hơn 15 năm nay. Định kỳ mỗi tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt một lần và mỗi người đóng góp khoản tiết kiệm 100.000 đồng. Số tiền thu về sẽ hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp đối với những chị em nghèo có nhu cầu vay vốn buôn bán nhỏ, mua thức ăn gia súc gia cầm hoặc giải quyết những khó khăn đột xuất. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã huy động được hơn 1,6 tỷ đồng, giúp cho trên 1.350 lượt hội viên. Cảm thấy là rất là ích lợi khi mà tham gia vô cái phong trào như thế này, những cái chương trình như thế này, vừa tiết kiệm được mà vừa học cái cách tiết kiệm được mà vừa giúp được cho chị em phụ nữ trong cái thôn, cái xã của mình. Kinh tế của gia đình bà Hường phụ thuộc hết vào đàn vịt hơn 1.000 con
Do tuổi đã lớn, thu nhập không ổn định, nên mỗi lần cần mua thêm giống, mua thức ăn cho đàn vịt, bà Hường đều cần đến sự giúp đỡ của câu lạc bộ Phụ nữ thực hành tiết kiệm Ống Tre Bác Hồ. Vợ chồng bà cũng lớn tuổi già rồi, không phải làm gì được, vợ con vợ cháu. Mà bà cũng không có tiền, có vốn, cũng nhờ trong có số tiền của chị em đóng góp á, Ống Tre Bác Hồ á. Cũng có cô Hương trong đó một phần, nhờ cô Hương nữa, cô Hương rất là tốt bụng, giúp cho bà có vốn làm ăn. Từ hiệu quả của câu lạc bộ Phụ nữ thực hành tiết kiệm Ống Tre Bác Hồ, phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ được Hội viên Phụ nữ thôn Nhị Hà Mục tiếp tục nhân rộng. Các mô hình như heo nhân ái, nhóm bò cùng sở thích, phong trào tiết kiệm điện nước, sinh hoạt phí gia đình được triển khai hiệu quả, giúp mỗi hội viên đã có ý thức hơn trong việc chi tiêu hàng ngày và đóng góp một phần nhỏ giúp người khó khăn hơn mình. Tôi cũng cố gắng tích cực tuyên truyền, vận động chị em theo cái hướng là thu thập là làm ra các cái nhóm dây, rồi những cái như câu lạc bộ, rồi nhóm cùng sở thích, rồi những cái hoạt động khác. Rồi từ khi mà chị em thấy được cái quyền lợi trong các cái hình thức hoạt động thì lúc đó chị em mới tham gia đông và tuyên truyền thêm cho những chị em khác chưa biết để tham gia. Câu lạc bộ Phụ nữ thực hành tiết kiệm Ống Tre Bác Hồ và các mô hình tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế của Chi hội Phụ nữ thôn Nhị Hà Một đã mang lại niềm vui cho không ít gia đình hội viên phụ nữ nghèo, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là mô hình hay để nhiều chi hội phụ nữ khác trong tỉnh học tập và làm theo, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của hội viên phụ nữ và xây dựng lối sống tiết kiệm, chia sẻ theo gương Bác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 501 phê duyệt dự án khắc phục sạt lở kè tại khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ nhà cửa, tính mạng tài sản của người dân. Hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu phố Ninh Chữ 1 rất phấn khởi khi tỉnh đầu tư xây dựng tuyến kè này. Trước sự xâm thực của triều cường, mỗi năm bà Út ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải bỏ ra hơn 10 triệu đồng để làm kè bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng cũng không ăn thua. Trước sức tàn phá của sóng biển, bà đã xây thêm một bờ tường để chắn sóng. Mỗi năm đều bỏ ra là 10 triệu, là 4 năm nay là nó bị lở lét, không bao giờ ở được, nên bảo vệ mới xây một cái thành để chắn sóng, để khỏi nước nó vô nhà. Mong muốn của tôi là sớm có bờ kè để chắn sóng cho bà con, cho khỏi sập lở. Theo người dân ở khu phố Ninh Chữ 1, cách đây hơn 20 năm, khu vực này là một bãi bồi rất rộng, buổi chiều thanh niên có thể chơi bóng đá được. Nhưng 4 năm trở lại đây, nước biển dâng cao, sóng to gió lớn đã đánh sập nhiều nhà dân, bà con luôn nơm nớp lo sợ. Bữa nay là nó nước mới quýnh vô là sập nhà, sập đời hết, kiên cố lắm á, chứ mà nó cũng sập lở. Bây giờ là bà con là khổ sở lắm, lãnh đạo tỉnh mà làm cái bờ kè chắn sóng cho bà con Ninh Chữ 1 là tôi rất là phấn khởi, tôi rất là mừng lắm. Tôi không biết nói cái gì hơn là tôi xin cảm ơn các cấp, các ngành, lãnh đạo tỉnh, huyện, thị trấn. Để ngăn chặn tình trạng sạt lở, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án khắc phục sạt lở kè tại khu phố Ninh Chữ 1 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ dự phòng ngân sách trung ương. Theo thiết kế, tuyến kè có chiều dài 593 m, phần đỉnh kè kết hợp làm đường quản lý, chiều rộng mặt đường 3,5 m kết nối với tuyến đường đi bộ ven biển và tuyến đường ven kè Ninh Chữ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong tháng 6 năm 2024 sẽ triển khai thi công. Khi mà nghe được cái chủ trương chính sách của các cấp lãnh đạo là hỗ trợ 40 tỷ để mà làm được bờ kè chắn sóng này, thì nó thực ra thì bà con rất là hoan nghênh. Có nghĩa là trong đó là cộng với là ban quản lý khu phố là luôn luôn là đi tuyên truyền vận động bà con sớm để mà giao cái mặt bằng sớm, chừng nào tốt chừng nấy. Tuyến kè sau khi hoàn thành sẽ ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản của người dân khu phố Ninh Chữ 1, đồng thời góp phần bảo đảm môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân địa phương. Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin trên lĩnh vực an sinh xã hội. Triển khai cung cấp bữa điểm tâm yêu thương không đồng vào sáng ngày 15 âm lịch hàng tháng. Nỗ lực này của Đoàn Thanh niên Phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về lòng yêu thương con người, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế
qua đó giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, 500 ổ bánh mì trấn chiên đã được trao tặng hết cho những người lao động khó khăn. Dù mới hoạt động được hơn một tháng, nhưng mô hình Điểm Tâm Yêu Thương Không Đồng nằm trên đường Lê Lợi, trước trụ sở Thành đoàn Sa Đéc đã thu hút trên 20 đoàn viên thanh niên, nhà hảo tâm tham gia. Người có của, người có sức góp công. Cứ mỗi khi đến ngày 15 âm lịch hàng tháng, mọi người đều nhiệt tình tham gia. Hồi đó là bốc giác, bây giờ già là không có bốc nữa, thì xe ôm. Ăn sáng mà lại ở đây con động lại xin hai ba ổ ăn cái mặn rồi có tiền đó khỏi chuẩn bị hủ tiếu. Người khởi xướng mô hình bữa ăn điểm tâm không đồng là anh Ngô Văn Quý, ủy viên ban chấp hành đoàn phường 3, hiện đang công tác tại trạm y tế phường. Để cung cấp bữa sáng cho bà con được chu đáo, ngoài bỏ tiền túi, anh Quý còn vận động thêm bạn bè, người quen ủng hộ kinh phí. Các khâu chuẩn bị bữa ăn như đi chợ, sơ chế, bày trí và trao tặng bữa ăn được anh Quý và các bạn đoàn viên thanh niên chung tay thực hiện. Thì thấy bà con ở phường 3 mình là dân lao động rất là nhiều, cho nên là em cũng muốn làm gì đó cho bà con ăn sáng để no trước khi bắt đầu làm việc vào một ngày mới. Thì những cái món ăn mà em gửi bà con, thứ nhất là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thứ hai là không có chế biến quá nhiều như là chả lụa, bì hoặc là trứng chiên này nọ, thứ nhất là nhanh gọn lẹ để cho bà con và vẫn đảm bảo ngon miệng cho bà con. Tuy giá trị không lớn nhưng những suất điểm tâm yêu thương không đồng đã chứa đựng tấm lòng biết sẻ chia, tính xung kích của thế hệ trẻ phường 3 thành phố Sa Đéc, góp phần giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang phối hợp với khách sạn Novotel Nha Trang vừa tổ chức ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư với chủ đề trao yêu thương trên từng mái tóc. Tại ngày hội có gần 300 chị em phụ nữ tham gia hiến tóc, hơn 30 thợ tóc đến từ các salon có tiếng ở thành phố Nha Trang đã cắt tóc phù hợp với tiêu chuẩn hiến và tạo kiểu đơn giản cho người hiến tóc. Lần đầu tiên được Hội Phụ nữ thành phố Nha Trang tổ chức, ngày hội hiến tóc là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhằm mang đến niềm vui, hy vọng cho các bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Toàn bộ số tóc sẽ được quyên góp cho mạng lưới ung thư vú Việt Nam để dệt thành những bộ tóc giả và trao đến tay người cần. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, không mưa, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 m, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hà. Thưa quý vị và các bạn, đạt giải nhất tiếng Anh cấp tỉnh 3 năm liền từ lớp 9 đến lớp 11, huy chương vàng Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, huy chương vàng môn tiếng Anh kỳ thi Olympic 30 tháng 4 và năm 2024. Lê Quang Nguyên Phúc, học sinh lớp 11 tiếng Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận đã đạt giải nhì môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Để có những thành tích xuất sắc đáng ngưỡng mộ trên là cả một sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, sáng tạo trong học tiếng Anh của em. Một gương sáng quanh ta kỳ này, mời quý vị và các bạn gặp gỡ Lê Quang Nguyên Phúc để cùng chia sẻ bí quyết học giỏi ngoại ngữ của em. Học bằng tiếng Anh, giải trí cũng bằng tiếng Anh. Lê Quang Nguyên Phúc tự tạo cho mình môi trường sử dụng tiếng Anh đậm đặc trong các hoạt động hàng ngày. Tinh thần học tập nghiêm túc và phương pháp học hiệu quả giúp Nguyên Phúc thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng ngôn ngữ quốc tế này. Kinh nghiệm học tiếng Anh là chăm lớp, em luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài và luôn cố gắng nhất có thể để giơ tay xây dựng bài phát biểu. Và còn về lớp về nhà thì mỗi ngày em sẽ dành 1 tiếng trừ thời gian làm bài tập ra, em sẽ dành 1 tiếng đó để em đọc sách và coi các video tài liệu trên mạng về tiếng Anh. Với sự hướng dẫn của gia đình, nhất là anh trai, từ nhỏ Nguyên Phúc đã được tiếp xúc và yêu thích môn tiếng Anh. Đến lớp 6, Nguyên Phúc chính thức đầu tư nhiều thời gian và công sức để trau dồi môn ngoại ngữ này. Với em, học tiếng Anh là niềm đam mê nên em không cảm thấy áp lực. Trái lại, học tiếng Anh là chìa khóa giúp em mở rộng cánh cửa chinh phục tri thức. Vì vậy, mỗi khi học được những kiến thức mới bằng tiếng Anh, Nguyên Phúc cảm thấy rất vui và có thêm động lực học tập. Đặc biệt từ khi theo học chuyên tiếng Anh, với sự bồi dưỡng hướng dẫn của các thầy cô giáo, Nguyên Phúc được tiếp tục trau dồi
và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn và kỹ năng làm bài tốt để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Với Nguyễn Phúc, giải nhì quốc gia là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài và cũng là động lực để em phấn đấu trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học sau này. Em trong quá trình học, em luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo, luôn trau dồi nâng cao trình độ, đặc biệt là cái kỹ năng nghe và nói của em rất tốt. Suốt quá trình học tập thì đặc biệt là các cái phần bài tập khi mà giao cho em thì em luôn luôn rất là quyết tâm để mà hoàn thành. Các thầy cô trong tổ bồi dưỡng rất là hài lòng. Không tự hài lòng với thành tích đạt được, Nguyễn Phúc vẫn miệt mài học tập để phát huy năng lực phẩm chất vốn có của mình, nhân lên hơn nữa niềm đam mê học môn tiếng Anh để tiếp tục đạt được những đỉnh cao mới trong tương lai. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta. Sau đây, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của một điểm báo sáng nay. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam với nhan đề Giải pháp cấp bách khơi thông, lan tỏa hàng Việt tới người tiêu dùng. Bài báo cho hay, tại một cuộc khảo sát mới đây về hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 cho thấy, có tới 40% người tiêu dùng trong nước chia sẻ sẽ tiếp tục cắt giảm chi tiêu trong thời gian tới. Điều này khiến cho các doanh nghiệp Việt sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong việc chinh phục người tiêu dùng trong nước. Vì vậy, để đẩy mạnh việc kết nối cung cầu tiêu thụ hàng Việt, tới đây, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, nhất là ứng dụng thương mại điện tử, nhằm khai thác hiệu quả thị trường nội địa còn nhiều tiềm năng. Mặt khác, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng chất lượng của hàng Việt, qua đó tạo chuyển biến về ý thức, giúp hàng Việt tới gần hơn với người tiêu dùng. Chuyên trang Kinh tế báo Quân đội Nhân dân có bài Sớm triển khai chính sách thuế đối với vàng. Bài báo cho hay, nhằm kiểm soát giá vàng ở mức phù hợp, cơ quan quản lý đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng nguồn cung vàng cho thị trường. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng nếu thu thuế các hoạt động kinh doanh vàng sẽ góp phần tránh đầu cơ, qua đó có thể hạ nhiệt được giá vàng. Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nêu quan điểm công cụ hữu hiệu nhất là thuế, nếu không khuyến khích thì thuế cao, còn không thì giảm xuống. Việc chống buôn lậu đôi khi dùng các biện pháp hành chính không hiệu quả bằng thuế, vì sử dụng thuế để điều tiết, không chỉ điều tiết thu nhập mà còn điều tiết hành vi của người tiêu dùng. Tuyển 400 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, thông tin được đăng tải trên tờ Đại biểu Nhân dân. Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc, theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài. Theo thông cáo phát ra, số lượng tuyển dụng lao động đợt này là 400 người, trong đó tuyển dụng lao động nghề hàng 300 người, lao động nghề khuôn mẫu 100 người. Đối tượng tuyển dụng là học sinh sinh viên đang học tại trường, được đào tạo từ hệ trung cấp trở lên. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2024, thời gian thi phỏng vấn từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 năm nay. Với 1 hecta lúa giảm phát thải, nông dân Đắk Lắk thu thêm được 1,5 triệu đồng. Thông tin đáng chú ý đăng tải trên tờ Vietnamnet. Bài báo cho hay đơn vị thu mua tín chỉ carbon lúa ở Đắk Lắk là thành viên của công ty Net Zero Carbon Thái Lan đã quyết định chi trả 20 đô la Mỹ cho một tín chỉ. Như vậy, với 1 hecta giảm phát thải, nông dân thu thêm được 1,5 triệu đồng. Sau khi làm việc trực tiếp với địa phương, đơn vị thu mua cam kết chỉ cần ra báo cáo là mua ngay, không cần có đơn vị thứ ba cấp tín chỉ carbon. Bởi hiện tại thị trường quan trọng nhất là châu Âu, chưa công nhận bất kỳ chứng nhận của tổ chức nào, nhưng báo cáo giảm phát thải được xây dựng dựa trên tiêu chí chuẩn và quy định của Liên Hợp Quốc. Phần cuối, một điểm báo sáng nay là thông tin đáng chú ý trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt top 15 thành phố tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới Savills vừa công bố chỉ số trung tâm tăng trưởng The Growth Hubs Index dự báo các khía cạnh kinh tế của 230 thành phố cho đến năm 2033 để xác định các thành phố phát triển nhanh nhất. Theo đó, Việt Nam có 2 thành phố lọt vào top 15 trung tâm tăng trưởng hàng đầu. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 trong The Growth Hubs Index, trong khi Hà Nội xếp thứ 6. Kết quả dự báo mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh được thúc đẩy bởi sự gia tăng lớn nhất về số lượng hộ gia đình thu nhập cao. Triển vọng phát triển của Hà Nội dựa trên sự gia tăng tài sản cá nhân và tầng lớp trung lưu đang mở rộng. Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hoàng Phát với một giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hà.
Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm làng du lịch cộng đồng Cha Bi ở xã. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới làm việc nhiều niềm vui. Khánh Hằng và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 6 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang từ Khánh Hòa có mây, không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi ở vùng núi thuộc huyện Ninh Sơn, Bắc Ái. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, không mưa, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 m, biển động.